Rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn ảnh 57.6 của hệ thống truyền hình VBS. Tiếp theo sau đây là phần tin châu Á sẽ được mở đầu với Kim Thủy. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, kim cương hình bầu dục nặng 88.2 carat đã được một người Nhật mua. Một viên kim cương hình bầu dục nặng 88.22 carat quý hiếm đã được bán cho một nhà sưu tập người Nhật ẩn danh với giá hơn 11 triệu đô la Mỹ tại công ty Sotheby's châu Á ngày hôm nay, thứ Ba ngày 2 tháng 4. Theo nhà đấu giá, thì viên kim cương đã có giá 93 triệu Hồng Kông tệ, tương đương với 11.848.200 Mỹ Kim, hoặc tổng cộng 108 triệu Hồng Kông tệ, tương đương với 13.8 triệu Mỹ Kim, bao gồm mọi chi phí. Patrick Wong, chủ tịch nhà đấu giá Sotheby's ở châu Á nói rằng viên đá sẽ được đặt theo tên con gái đầu lòng của chủ sở hữu. Thông thường chúng tôi không tiết lộ người mua của mình, nhưng trong trường hợp này, chúng tôi đã có sự cho phép của người mua là một nhà sưu tập tư nhân Nhật Bản. Viên kim cương được đánh bóng đến từ một viên đá thô 242 carat được phát hiện tại mỏ Swanen ở Botswana, một quốc gia châu Phi chuyên cung cấp gần 40% nguồn cung kim cương thô của thế giới. Và sau đây là bản tin liên quan đến vấn đề Biển Đông, thưa quý khán thính giả. Philippines phản đối hơn 200 tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đã gửi công hàm phản đối sự hiện diện của hơn 200 tàu thuyền của Trung Quốc gần một hòn đảo Manila kiểm soát ở Biển Đông. Reuters đưa tin dẫn phát ngôn viên của Tổng thống, ông Salvador Pello cho biết như vậy. Ông Pello cho hay, các tàu hiện diện gần đảo Thị Tứ hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Philippines, nhưng không miêu tả rõ các tàu thuyền đó là như thế nào. Đại sứ Trung Quốc nói rằng đó là các tàu đánh bắt cá. Vẫn theo Reuters, chưa rõ Philippines gửi công hàm phản đối khi nào. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Yao Jianhua nói với các phóng viên rằng cả ngư dân Philippines và Trung Quốc đều hiện diện tại khu vực tranh chấp. Cũng tại Philippines, thưa quý vị, 25.000 người đã ủng hộ kiện ông Tập lên tòa hình sự quốc tế. Đơn kiện cáo buộc ông Tập phạm tội ác chống lại nhân loại vì hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ. Tuyên bố ủng hộ của cựu Ngoại trưởng Abed del Rosario và cựu Tổng thanh tra Omopaman Morales đã kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tòa hình sự quốc tế còn gọi là ICC ở The Hague. Hà Lan sẽ nhận được khoảng 25.000 chữ ký tính đến chiều nay. Văn phòng Tổng thống của Philippines, ông Rodrigo Duterte đã gọi hành động thu thập chữ ký là vô ích, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói không có kế hoạch phản hồi đơn kiện của hai cựu quan chức. Trong đơn kiện đệ trình ICC vào hôm 15 tháng 3, ông Del Rosario và Morales khẳng định việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông đã gây thiệt hại lớn về môi trường và khiến hàng trăm nghìn ngư dân, trong đó có 320.000 người ngư dân của Philippines đã bị mất ngư trường. Hai cựu quan chức nói sự ảnh hưởng đối với ngư dân Philippines cấu thành tội ác chống lại nhân loại theo Công ước Rome. Và vấn đề liên quan đến tình hình châu Á, thì Bộ trưởng Nội vụ của Nga đã đến thăm Triều Tiên. Bộ trưởng Nội vụ Nga, ông Vladimir Kolotov, đã gặp các quan chức Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào ngày hôm nay, theo tin tức của truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết như vậy, trong bối cảnh chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo nhà nước Kim Jong-un. Trong đoạn video do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cung cấp, ông Kolotov đã gặp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao, đó là ông Kim Jong-nam, và Bộ trưởng Bộ An ninh Nhân dân, đó là ông Ko Phu Đệ Nhị, tại hội trường Mensude ở thủ đô Bình Nhưỡng. Truyền thông KCNA cho biết, phái đoàn Nga đã đến thủ đô Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai ngày 1 tháng 4, nhưng không nói chi tiết về mục đích của chuyến thăm. Vào tháng trước, Điện Kremlin đã xác nhận về một chuyến đi của ông Kim đến Nga đang được thực hiện, nhưng cho biết họ không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Trung Quốc kiểm soát fentanyl theo yêu cầu của Hoa Kỳ là bản tin tiếp theo. Tất cả các chất liên quan đến fentanyl sẽ được đưa vào danh sách các chất ma túy bị kiểm soát của Trung Quốc từ ngày 1 tháng 5, theo một đề nghị của Hoa Kỳ. Động thái này tuân theo một cam kết mà Bắc Kinh đưa ra trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vào hồi tháng 12. Loại thuốc giảm đau tổng hợp phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc và được cho là làm trầm trọng thêm tình trạng nghiện ma túy ở Hoa Kỳ.
Số người chết vì thuốc giảm đau như là fentanyl đã khiến Tổng thống Donald Trump phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào hồi năm 2017. Việc sản xuất thuốc fentanyl của Trung Quốc từ lâu đã là một căng thẳng giữa hai nước. Ông Liu Yuxin, Phó Giám đốc Ủy ban Kiểm soát Ma túy của Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo, Hoa Kỳ lo ngại về các biến thể của fentanyl và nó đã được giải quyết. Ông Liu cho rằng, tuyên bố kết tội Trung Quốc là nguồn cung cấp chính của fentanyl là thiếu bằng chứng, và thay vào đó là đổ lỗi cho lịch sử lạm dụng thuốc theo tòa ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới gửi đến quý vị bản tin châu Á. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Hoàng Dung và Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam với một vài tin chính sau đây. Tàu cảnh sát biển Ấn Độ đến Đà Nẵng. Mục sư bị cáo buộc lừa 25 triệu Mỹ Kim của hàng trăm người Việt.